Cách trị nách thâm sần sùi cực kỳ hiệu quả tại nhà. Nách thâm đen, sạm màu khiến cho bạn cảm thấy thiếu tự tin và không dám diện những chiếc áo sát nách. Tuy nhiên. Bạn cũng đừng quá lo lắng nhé bởi những cách trị thâm nách tại nhà mà chúng tôi chia sẻ dưới đây chắc chắn sẽ trả lại cho bạn vùng nách trắng sáng để bạn có thể lấy lại sự tự tin và nét quyến rũ vốn. Có, y, nguyên nhân khiến nách bị thâm, cạo, nhổ, gãi hoặc mặc áo quá chật đều có thể khiến vùng gây dưới cánh tay bị tổn thương và từ đó dẫn đến việc tăng sắc tố melanin gây ra hiện tượng nách thâm tích tụ tế bào chết cũng khiến nách bị hình thành các đốm sậm màu. Sử dụng chất khử mùi hôi chứa các thành phần có thể phản ứng với da gây ra sự đổi màu. Tình trạng acanthosis nigricans cũng khiến các vùng da như nách cổ và háng bị tổ có thể liên quan đến việc sản xuất insulin hoặc rối loạn tuyến thường xảy ra ở những người thừa cân. Ngoài ra, Phụ nữ trong giai đoạn mang thai hoặc sau sinh cũng có khả năng bị thâm nách do sự thay đổi các hút môn estrogen và progesterone. 2. Mẹo trị thâm nách nhanh nhất. 1. Cách làm hết thâm nách bằng phấn rôm. Phấn rôm, phấn của em bé, có tác dụng hút ẩm, hút dầu rất tốt. Chính vì vậy, người ta cũng thường sử dụng phấn rôm để trị thâm nách. Khi dùng phấn rôm vi khuẩn sẽ không có điều kiện xâm nhập từ đó ra vùng nách sẽ luôn được thông thoáng, sạch sẽ và giảm bớt hiện tượng thâm sảm. Cách một bạn làm sạch vùng nách, sau đó thoa trực tiếp phấn rôm lên nách. Mỗi ngày bạn nên thực hiện đều đặn 2 đến 3 lần, đồng thời nên thực hiện vào buổi tối sau khi tắm và buổi sáng sau khi thức dậy nhé, dậy nhé. Cách 2 bạn trộn hai thìa phấn rôm với một thìa nước để được hỗn hợp sền sệt, sau đó thoa lên vùng nách và mát xa nhẹ nhàng khoảng 5 đến 10 phút. Cuối cùng, bạn rửa lại nách bằng nước ấm, thấm khô là được. 2. Mẹo trị thâm nách bằng củ dền. Thành phần của củ dền có chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất nên có thể giúp giảm thâm và nuôi dưỡng làn da trắng mịn, tươi sáng. Bạn có thể sử dụng nước ép củ dền rồi thoa lên vùng nách đã được rửa sạch. Sau đó, để nguyên khoảng 15 đến 20 phút cho các tinh chất từ củ dền thấm sâu vào da và rửa lại bằng nước mát là được. Với cách làm này, bạn nên thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần để có được hiệu quả nhanh chóng nhé. Ba cách trị đen nách bằng phèn chua phèn chua là một loại nguyên liệu có tính khử mùi và sát khuẩn rất tốt. Người ta thường sử dụng phèn chua để trị hôi nách mụn nhọt. Và một trong số những công dụng nổi bật của phèn chua đó chính là trị thâm nách hiệu quả. Cách trị đen nách bằng phèn chua được thực hiện như sau, bạn dùng 50 gram phèn chua tán thành bột thật mịn. Sau đó, bạn cho vào một tấm vải mỏng và trà sát nhẹ nhàng lên vùng nách mỗi ngày. Kiên trì thực hiện theo cách này, một thời gian ngắn sau bạn sẽ thấy vùng nách của mình trắng sáng rõ rệt đấy nhé. 4. Cách trị thâm nách sau sinh bằng nghệ. Nghệ có chứa nhiều tinh chất cơ kiêu min, đồng thời có tính kháng khuẩn rất cao nên có thể làm giảm các vết thâm sạm. Để tăng thêm hiệu quả trị thâm nách. Bạn có thể kết hợp nghệ với dưa leo nữa nhé. Cách thực hiện như sau, bước 1, bạn trộn một thìa bột nghệ với hai thìa nước ép dưa, ép dưa leo để có được hỗn hợp sền sệt. Bước 2, bạn rửa sạch nách rồi thoa hỗn hợp này lên. Để nguyên khoảng 15 phút rồi rửa lại nách với nước ấm bạn nhé. Thực hiện cách làm này đều đặn 2 đến 3 lần mỗi tuần, bạn sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt. 5. Cách làm hết thâm nách bằng nha đam. Trong nha đam có chứa nhiều vitamin C, E, A nên có thể loại bỏ các vết thâm sạm hiệu quả. Vì thế, nếu vùng nách của bạn không được trắng sáng, bạn hãy thử áp dụng cách làm này xem sao. Bước 1, bạn lột vỏ nha đam, sau đó nghiền nhuyễn phần thịt nha đam để có được một hỗn hợp sền sệt. Bước 2, sau khi làm sạch vùng nách bạn thoa hỗn hợp nha đam lên và để khoảng 15 phút trước khi rửa lại nách bằng nước mát. Kiên trì thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần là vùng nách của bạn sẽ nhanh chóng trắng sáng trở lại đấy.